Làm thế nào để nhận mã QR cho chứng chỉ vaccine ở Ontario? Gần một tháng nay, thì người dân đã sử dụng biên lai vaccine COVID-19 và giấy tờ tùy thân của chính phủ để chứng minh tình trạng tiêm chủng của mình. Nhưng bạn sẽ sớm có thể sử dụng mã QR nâng cao để các doanh nghiệp có thể quét bằng ứng dụng mới. Để làm cho quá trình chứng minh và xác minh, tình trạng tiêm chủng dễ dàng hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn cho người dân tỉnh Ontario, chính phủ đã ra mắt Thứ nhất là chứng chỉ vaccine nâng cao, với mã QR có thể quét cho người dân. Thứ hai là ứng dụng xác minh miễn phí, sản xuất tại tỉnh Ontario, được gọi là ứng dụng Verify Ontario, cho phép các doanh nghiệp và tổ chức quét các mã QR này. Chứng chỉ vaccine nâng cao có thể được in hoặc lưu trữ trên điện thoại của bạn và mã QR cho phép các doanh nghiệp sử dụng ứng dụng quét nhanh chứng chỉ này Hiện tại thì một người cần được tiêm phòng đầy đủ để vào các phòng tập thể dục, ăn trong nhà hàng, rạp chiếu phim, không gian hội hợp và sự kiện trong nhà, địa điểm thể thao và phòng hòa nhạc. Sau đây là những gì bạn cần biết. Chứng chỉ vaccine nâng cao mới sẽ hoạt động như thế nào? Chứng chỉ vaccine nâng cao được gọi là Enhanced Vaccine Certificate là một mã QR có thể được quét, chỉ chứa thông tin cần thiết và không bao gồm số thẻ y tế một người sẽ cần xuất trình giấy tờ tùy thân cùng với mã QR. Ứng dụng Verify Ontario mới dành cho doanh nghiệp sẽ hoạt động như thế nào? Verify Ontario là một trình quét mã QR miễn phí dành cho các doanh nghiệp được sử dụng để quét mã QR trên các chứng chỉ vaccine nâng cao. Ứng dụng không thể lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Các doanh nghiệp và tổ chức có thể tải xuống ứng dụng miễn phí từ cửa hàng ứng dụng Apple và Google Play. Ứng dụng có cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng mà không cần kết nối Internet và có thể quét cả phiên bản kỹ thuật số và bản in của chứng chỉ vaccine nâng cao. Ứng dụng sẽ hiển thị cho các doanh nghiệp một dấu tick hoặc dấu X để xác nhận tình trạng tiêm chủng. Khi nào thì bạn có thể tải chứng chỉ vaccine nâng cao? Những người có thẻ sức khỏe màu xanh lá cây đã có thể bắt đầu tải chứng chỉ mới vào ngày 15 tháng 10. Nếu bạn sinh từ tháng 1 đến tháng 4, bạn đã có thể tải xuống chứng chỉ vaccine nâng cao vào ngày 15 tháng 10. Còn nếu bạn sinh từ tháng 5 đến tháng 8, bạn đã có thể tải giấy chứng nhận vaccine nâng cao vào ngày 16 tháng 10. Nếu bạn sinh từ tháng 9 đến tháng 12, bạn có thể tải giấy chứng nhận vaccine nâng cao vào ngày 17 tháng 10 cổng sẽ mở cho tất cả mọi người vào ngày 18 tháng 10. Tôi có thể tải xuống giấy chứng nhận vaccine có mã QR ở đâu. Giấy chứng nhận vaccine nâng cao có mã QR chính thức sẽ có sẵn ở dạng PDF để tải xuống máy tính, điện thoại, phone hay tablet hoặc in ra thông qua trang web của tỉnh tại ontario.ca slash proof of vaccination. Bạn sẽ cần thẻ sức khỏe có ảnh tức là ô OHIP của mình màu xanh lá cây. Và bạn sẽ cần sử dụng số trên cả hai mặt của thẻ. Thẻ hết hạn vẫn sẽ được chấp nhận. Hoặc bạn có thể gọi cho trung tâm liên lạc vắc của tỉnh theo số 1833 943 3900 để nhận chứng chỉ vắc nâng cao qua email hoặc gửi qua đường bưu điện. Tôi có cần điện thoại di động hoặc máy tính để sử dụng hệ thống không? Giấy chứng nhận vaccine nâng cao có thể được in hoặc tải xuống. Doanh nghiệp phải chấp nhận cả phiên bản điện tử và phiên bản giấy. Nếu tôi không thể truy cập cổng vaccine Ontario thì sao? Ai không thể truy cập cổng thông tin, bao gồm cả những người chỉ có thẻ y tế trắng, đỏ, có thể gọi cho Trung tâm Liên lạc vaccine của tỉnh theo số 1833 943 3900 để nhận chứng chỉ vaccine nâng cao qua email hoặc gửi qua đường bưu điện. Những người mà không có thẻ y tế tỉnh Ontario có thể liên lạc với đơn vị y tế công cộng của họ để được xác minh danh tính và lấy COVID ID. Sau khi nhận được ID, họ có thể gọi đến số điện thoại ở trên, tức là 1833 943 3900 để nhận chứng chỉ vaccine nâng cao. Nếu ai đó không có máy in, họ có thể nhận một bản sao được in miễn phí tại thư viện địa phương hoặc tại các địa điểm Service Ontario trong tỉnh. Cư dân tỉnh Ontario đã nhận liều đầu tiên hoặc thứ hai ở ngoài tỉnh, có thể liên hệ với đơn vị y tế công cộng của họ để ghi lại thông tin của họ và nhận biên nhận của tỉnh Ontario. Chứng chỉ nâng cao có áp dụng cho những người chỉ tiêm một liều vaccine không? Mã QR khi được quét sẽ không chấp thuận hoặc không đưa ra dấu tích màu xanh nếu người đó chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tôi có thể sử dụng mã QR để được miễn trừ y tế không? Tỉnh vẫn đang tiến hành để đưa ra các trường hợp miễn trừ y tế vào giấy chứng nhận vaccine có mã QR. Hiện tại thì những người không thể chích ngừa vì lý do y tế có thể xuất trình giấy báo của bác sĩ. Tôi vẫn có thể sử dụng biên lai vaccine mà tôi đã sử dụng hay không? Câu trả lời là có, Mọi người có thể tiếp tục sử dụng biên lai like vaccine hiện tại. Các doanh nghiệp bắt buộc phải chấp nhận đó là bằng chứng cho việc tiêm chủng. Tuy nhiên, mọi người không còn có thể tải các biên lai like này từ cổng thông tin trực tuyến của tỉnh nữa. Và sau đây là chi tiết cách tải chứng nhận vaccine nâng cao của chúng ta. À, chúng ta có thể đến trang web COVID-19 của tỉnh là ontario.ca slash proofofvaccination. Trang này thì có thông tin chi tiết và hướng dẫn về chứng nhận, cũng như là đường link dẫn cho chúng ta đến tải chứng nhận vaccine. Hoặc chúng ta có thể đi trực tiếp đến cổng tiêm chủng COVID-19 của tỉnh, tức là covid19.ontariohealth.ca. Trên trang này cũng có một số hướng dẫn. À, chúng ta sẽ đi xuống phía dưới, ngay cái phần Download Your Enhanced uh, Vaccine Certificate tức là cái phần để chúng ta tải xuống cái giấy chứng nhận. Rồi chúng ta sẽ đi ngay xuống cái phần là to download your enhanced vaccine certificate or book your vaccine appointment, tức là để tải xuống giấy chứng nhận vaccine nâng cao của bạn hoặc là đặt lịch hẹn tiêm vaccine đó. Thì chúng ta sẽ check mark vào là đồng ý, I confirm that I read, understood and accept the full terms of use, tức là tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sử dụng đầy đủ. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào à, cái nút xanh này Download the enhanced vaccine certificate. Ha. Rồi, bây giờ là họ sẽ hỏi về à, thông tin của thẻ OHIP của mình là cái thẻ màu xanh đó, sẽ bỏ cái số thẻ của mình vào. Rồi hai con số version code, à, cái số code của cái thẻ rồi mình sẽ cần 9 uh, character code on the back of the health card tức là con số ở phía sau của cái thẻ chúng ta sẽ cần bỏ ngày sinh của mình vào ha rồi chúng ta sẽ phải um, enter chúng ta chúng ta sẽ bỏ cái số um, poster code cái uh, mã code bưu điện địa chỉ nhà của mình rồi chúng ta sẽ uh, xem lại một lần nữa ha uh, make sure là bảo đảm là những thông tin mình uh, bỏ vô là đúng rồi chúng ta nhấn nút continue rồi mình sẽ có hai lựa chọn ở đây là mình muốn tải Proof of Vaccination Tức là cái chứng nhận uh, tiêm chủng của mình Hoặc là chúng ta muốn book Vaccine Appointment Booking Là mình muốn đặt lịch hẹn uh, tiêm vaccine và chúng ta sẽ chọn cái option màu vàng này ha Là cái um, lựa chọn để uh, tải chứng chỉ vaccine nâng cao của mình Và chúng ta sẽ chọn là Download nè ha Sẽ nhấn vào cái uh, nút màu xanh này là để tải xuống nè Đây là bây giờ đây là đã tải xuống được rồi ha giờ chúng ta sẽ xếp uh, xuống, xếp xuống điện thoại. Rồi đó là hướng dẫn để uh, chúng ta nhận được cái uh, chứng chỉ vaccine nâng cao của mình mà nó có cái uh, mã QR ở trên. Còn đối với những uh, doanh nghiệp mà chúng ta muốn tải ứng dụng Verify Ontario để chúng ta có thể uh, quét các mã QR trên giấy chứng nhận vaccine của một người, thì chúng ta chỉ cần vào uh, Apple Store và chúng ta tìm app Verify Ontario ngay tại đây là chúng ta mình mình chỉ cần download xuống thôi ha là chúng ta có thể sử dụng được và một lần nữa, nếu quý vị nào mà không thể truy cập được cổng thông tin này, à, bao gồm cả những người mà chỉ có thẻ y tế, thẻ ô hiếp mà vẫn còn là màu trắng đỏ đó, thì có thể gọi cho Trung tâm Liên lạc Vaccine của tỉnh theo số là 1833 943 3900 để nhận chứng chỉ vaccine nâng cao qua email hoặc gửi qua đường bưu điện. Chúng ta cũng có thể đến bất kỳ địa điểm Service Ontario nào hoặc là một thư viện địa phương để có thể nhờ giúp in bản sao được in miễn phí